Trung và giải siêu trét của con đen 502A. Đợt này cặp có lưới các bạn nha, hai cái lưới và thùng loa còn rất là đẹp. Đó. Các bạn có thể dễ dàng trưng bày phòng khách với cái kiểu dáng nó cổ điển và công suất cũng rất là lớn, 150W một loa. Độ nhạy là 90 dB nên rất là dễ phối ghép. Và thùng này kiểu nồi đồng cối đá nên nó nặng tới 16 kg. Tuy là kích thước chỉ có chiều cao là 47 cm và chiều ngang của loa này là 28 và chiều sâu là 34 các bạn nha. Đó, nó khá là vuông vức và cái hậu cũng khá là sâu để mà nó lấy được một cái thùng loa âm trầm cộng hưởng rất là tốt, thùng lớn và đặc biệt là cái thành gỗ rất là dày, cái đó rất là nặng. Bên cạnh đó là cái phần củ loa ở bên trong, cái củ từ đôi của con này đi thêm một cái phần, một lớp tản nhiệt và tiêu âm, và các bạn sẽ xem tiếp trong cái phần mình giới thiệu phần nội thất ở bên trong của loa và cả âm ly Pioneer mình test ngày hôm nay. A3R mặt phay nhôm màu vàng chanh vân xước ngang. Các bạn có thể hình dung cái kiểu dáng những cái dòng này, kích thước nó khá là tương đồng với những cái dòng 390 series 3, series 4 của thương hiệu Denon. Kiểu dáng rất là đẹp các bạn, Pioneer chỉnh được lau nét, bass trap cùng một lúc và đánh hai kênh A, B. Đó. Kích thước bề ngang là size chuẩn 43 cm, khá là mỏng. Chơi những cái dòng loa bút xeo bass 20 thoải mái, đánh hai cặp các bạn nha. Nào, 4 tăng phô, sorry các bạn, 4 sò thang, 2 tăng phô, 1 lớn 1 nhỏ. Đó, nắp bằng nhôm và màu vàng chanh đi cùng với mặt vàng chanh nhìn rất là sang luôn. À, nó còn có thêm giá trong series H-Up luôn nè. Rồi, còn dòng D502A này đấy, các bạn nhớ những cái dòng từ mini 102A, 202A tới dòng xe trung đó. Và đây là cái dòng bút xeo rời, dòng lớn nhất của nó là 502A, không có đi chung với cái bộ máy nào hết, nó là được sản xuất là loa rời, loa bút xeo rời các bạn nha. Vẫn là cái độ nhấn nhá của giải trung âm mid và trap, nhưng mà con này thì thùng loa lớn, công suất lớn, cải thiện khá là nhiều về mặt âm trầm bởi một cái bass 20 luôn. Chơi nhiều thể loại nhạc, đa thể loại nhạc hơn so với những cái dòng mini và dòng xe trung, do cái âm trầm nó được cải thiện khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta test một cái bài nhạc nhẹ. Các bạn quan sát thấy củ từ của chúng ta khung kim loại đúc hoàn toàn luôn, rất là dày dặn luôn, từ xuyên suốt từ bên ngoài cho tới bên trong đấy, đúc nha. Rồi ở đây nó quấn một lớp này và từ đôi hộp nhôm một lớp hai lớp và đường kính rất là lớn các bạn, tạo ra một chất âm rất là đặc trưng cho Onkyo và tản nhiệt tốt nè. Bên cạnh đó nó tạo thêm một lớp kim loại ở phía sau làm riêng biệt này để mà tản nhiệt cũng như là chống rung tiêu âm tại chỗ phần bass này luôn. Nó không có để cái phần âm thanh nó vang vọng ở trong thành thùng. Rất là nặng luôn các bạn nha. Nồi đồng cối đá. Và cái siêu trép của chúng ta các bạn thấy. Đây. Bằng kim loại chứ không phải bằng nhựa nha. Lúc đầu nhìn vào tưởng bằng nhựa. Đây, nguyên mẫu khung. Đường kính rất là lớn. Và cái phần trép của chúng ta mặt trước chỉ có 2,5 thôi, mặt sau nè các bạn thấy đường kính tới 10 cm và từ đôi luôn. Chỉ cần một cái phần từ đơn là đã đủ cho phần trap rồi, nhưng mà Onkyo nó tạo một sự riêng biệt với một cái từ đôi cho phần siêu trap. Cái thành thùng gỗ con này rất là dày và mật độ ép rất là đặc, do đó nó rất là nặng và không có độ bồng các bạn nha. Ở đây là khung để mà chịu lực lại cho cái phần bass, vì bass nó đường kính lớn và rất là nặng. Và đây là cái phần, đây phần tiêu âm chống rung cho cái một cái mảng gỗ rất là dày phần bass của chúng ta. Hai mặt phân tầng, một bảng dành riêng cho bass, một riêng cho trap, nó tách riêng ra. Đấy.
đường kính dây đồng rất là lớn các bạn nha, nằm sâu ở trong nên nhìn không rõ lắm. Nó được quấn chống nhiễu cuộn dây đồng đây nè, và đây là tụ điện trở dành cho bass. Ở đây có hai cuộn dây đồng đây, ở đây nè có hai cuộn dây đồng dành riêng cho phần siêu trép tụ điện trở nữa. Ái ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng Made in Japan, chia hai loa trái phải riêng biệt. Đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi, đành nhìn nhau quay bước, nhớ thương trong ngậm ngùi. Ta với anh hai dòng ngược xuôi. Phần trung âm rất là nhấn và trép nhuyễn. Âm ly piano chúng ta cho tiếng cũng rất là sáng các bạn nha. Kích thước và kiểu dáng hai con này khá là đồng bộ. Các bạn trưng bày phòng khách nhìn rất là đẹp. Hoặc là ngay cả những cái phòng ngủ mà có kích thước size lớn, diện tích phòng lớn, phòng khách chung cư thì con này lắm thoải mái rồi các bạn. Chúng ta quay trở lại với một cái bài nhạc mạnh nha. Trước khi kết thúc bài test của chúng ta ngày hôm nay, mình xin chơi một bài nhạc trữ tình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.